lấy cơm giữ lạnh. Chị bố mấy tháng. Hồi nãy chị Diệp với chị có xử lý một vài động tác để thay vì chỉ là đi qua đi lại thì chị muốn mọi người có một cái sự đồng đều hơn. Dạ. Yeah. Đó. Mấy động tác nhẹ nhẹ. Nhẹ lắm. Ví dụ như là bắt mấy cái tiếng chính thôi nên làm vệ sinh ghế xong rồi chị làm qua. Tại mấy chị làm không nhảy được nhiều quá. Yeah. Nên là chỉ một số động tác đơn giản để chị bắt được đúng cái tắc 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 tắc. Hiệu quả nhất. Một cái là bung tay rồi. Đúng rồi. Bây giờ bà chị chuẩn bị xong rồi chị thử cho em xem cái đường dây. Xong rồi mọi người sửa. Em nhìn giúp em nhá. Sơ sơ xem tình hình như nào nhá. Sau này bọn chị sẽ nhảy đẹp hơn hai bạn ấy đấy. Ừ đấy. Em tin chị. Em tin chị. Sao em lại tin chị? Quyên là người gặp khó khăn nhất trong cái phần vũ đạo, quá căng và quá khó. Phải tập luyện lâu nhất. Trong khi các em nghỉ ngơi, ăn uống, thư giãn thì Quyên không cần cái khoảng thời gian thư giãn đấy. Quyên dành toàn bộ cái thời gian đấy để Quyên tập. Lúc thì Diệp Lâm Anh luyện cho, lúc thì em đi luyện cho, để Quyên cố gắng vẫn bắt kịp được nhịp của các em. Nó sẽ khó ở cái phần là chị Quyên là chưa bao giờ nhảy. Thì Thái Trinh với cả bạn Hương Ly là cũng hơi chậm. Nhưng mà đến bây giờ thì Diệp Lâm Anh cảm thấy rằng là mọi người đã tìm ra được một cái phương án rồi. Ba La La, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng On La La thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.